Trước mùa mưa năm nay, người dân xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn cả lối sẽ có được con đường mới thanh thang về tận trung tâm, kết hợp với các nhánh đường bê tông về đến tận các thôn buôn và cơ sở hạ tầng sẵn có. Đây là tuyến huyết mạch mở ra hướng phát triển nhanh và bền vững cả về kinh tế và an sinh xã hội, niềm mơ ước của hàng trăm hộ dân nơi còn nhiều khó khăn này. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại huyện miền núi Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Con đường bê tông dài 12 km, rộng 6,5 m bắt đầu từ Trà Khê về trung tâm xã đang dần được thông suốt. Nhà cửa hàng quán, mọi hoạt động mua bán, vận chuyển nông sản cũng vì thế mà trở nên tấp nập, rộn ràng hơn. Điều ít ai có thể ngờ rằng hơn 600 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Cà Lúi lại có được ước mơ này. Chợ hồi kia khó khăn lắm, đi xe đạp cũng được mà chỉ đi bộ thôi. Từ Cà Lúi mà xuống Sơn Hòa, đấy, chứ không phải nói là bình thường như này mà năm nay là coi như rất bình thường. Thế tinh thần của tôi á, thì thấy con đường này rất vui mừng, phấn khởi. Vì là đáng quan tâm, nhà nước là phục vụ cho dân. Đường sẽ hết lầy, đi lại không còn nguy hiểm. Giao thương hàng hóa, nông sản, đặc biệt là việc học hành của con em và khám chữa bệnh sẽ thuận lợi hơn. Đó không chỉ là mong mỏi của bà con, mà còn là mong mỏi của chính quyền địa phương từ bao lâu nay. Quyết tâm của huyện là trước mùa mưa năm nay, trước mùa mưa năm 2020 này là hoàn thành xong dứt điểm 12 cây số đường từ Trà Cơ đi Cà Lúi. Liên quan đến công tác vận chuyển cái nông sản thì nó rất thuận tiện, thu nhập nó rất là khá. Mùa khô đã gần kề, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hơn 3 km đường còn lại với kinh phí gần 9,7 tỷ đồng, đảm bảo đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa năm nay, đáp ứng nhu cầu đi lại, đồng thời thực hiện hoài bão của người dân như đã cam kết. Đây cũng là con đường cuối cùng về các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh được bê tông, nhựa hóa.